Xin chào các anh chị phụ huynh cùng tất cả các con thân yêu. Ngày hôm nay thầy Cường sẽ tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta khai căn bậc 2 của một số bất kỳ trên bàn tính Soroban với bài tập khai căn bậc 2 của một số có 6 chữ số luôn nha. Đáp án của chúng ta sẽ là 3 chữ số. Bây giờ chúng ta cùng nhau theo dõi ví dụ sau đây. Căn bậc 2 của 116.964. Căn bậc 2 của 116.964 bằng bây giờ chúng ta biết được rằng đáp án của mình có 3 chữ số nha. Đếm bộ số nè, 1 bộ, 2 bộ số và 3 bộ số. Đáp án là 3 chữ số A, B, C. Giờ đặt số này lên trên bàn tính và chúng ta bắt đầu khai căn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 6, 9, 6, 4. 116.964. Để tìm A, chúng ta sẽ hỏi một câu, đó là số nào bình phương lên gần bằng 11 hoặc bằng 11, phải không? Và trong bảng bình phương chỉ có số 3 thôi. 3 bình phương bằng 9, 9 thì gần bằng 11. Và khi mà chúng ta tìm được A rồi thì chúng ta sẽ phải trừ đi cho bình phương của A. Lấy 11 mà trừ cho 9, chúng ta là bớt 10 thêm 1 này. Còn lại 2 nha. Sau khi trừ cho bình phương của A rồi thì mình sẽ phải lấy tất cả các số còn lại mình chia cho 2. Rồi, mình đi chia 2 hết cho thầy nha. 2 chia 2 thì được 1, 6 chia 2 thì được 3, 9 chia cho 2 thì được 4, dư 1 là 16, 16 chia 2 thì được 8 và 4 chia 2 thì được 2. Kết quả còn lại của chúng ta là 1, 3, 4, 8, 2. Và khi mà mình chia 2 xong rồi á thì mình sẽ lấy cái số còn lại và mình mang đi chia cho A. Lúc nào mình cũng chia cho A nha. Vậy thì 13, 13 mà chia cho 3 thì được 4. 13 chia 3 thì được 4. Tìm được B rồi. Sau khi tìm được B thì mình nhân ngược lại và trừ đi. 4 nhân cho 3 bằng 12. Trừ đi 12 này, trừ 10, trừ 2. Được chưa? Trừ 10 và trừ 2. Và trừ cho nửa bình phương của B. B của chúng ta là 16, B là 4, bình phương của B là 16 và nửa bình phương của B là 8. Đây, trừ cho 8 nhé. 14 nè, trừ cho 8. Trừ 8 là bớt 10 thêm 2. Thêm 2 sẽ bằng thêm 5 bớt 3. Vậy là xong rồi. Trừ cho nửa bình phương của B. Và tiếp tục. Bây giờ để tìm được C, chúng ta sẽ lấy số còn lại là 6, 8, 2, mình chia cho 3. 6 chia cho 3 thì được 2. Vậy là tìm được C rồi đấy. Rồi bây giờ mình sẽ nhân ngược lại trừ đi để kiểm tra nhé. Lấy C nhân cho A là lấy 3, 2 nhân cho 3, 2 nhân cho 3 bằng 6. Và tiếp tục, 2 nhân cho 4 là bằng 0,8 nè, trừ 0,8. Và còn lại 2 ở đây là gì? 2 ở đây chính là nửa bình phương của C. 2 bình phương lên bằng 4 và nửa bình phương của C chính là bằng 2. Và 2 đi. Vậy kết quả của phép tính khai căn bậc 2 của 116.964 bằng 342. Rất là nhanh đúng không? Đơn giản ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến ví dụ số 2 nha. 413.000. Căn bậc 2 này. 413.000. 449. 449. 6 chữ số phải không? Bằng. Mình biết rằng đáp án của mình có 3 chữ số là A, B, C rồi đấy. Bây giờ đi tìm A, tìm B, tìm C nhá. Tìm A là dễ nhất. Chúng ta sẽ hỏi một câu là số nào bình phương lên gần bằng 41 bằng hoặc bằng 41. Thì ở đây chúng ta thấy được rằng là trong bảng bình phương thì có 6, 6 bình phương bằng 36 phải không? Vậy ở đây mình biết là đáp án A của chúng ta là 6 đấy. Đặt ngay trên bàn tính nhé. 4, 1, 3, 4, 4, 9 nè.
Rồi, A của chúng ta là 6, bình phương lên bằng 36, vậy mình phải trừ đi cho 36. Trừ 30 này, trừ 6 này, bớt 10 thêm 4, thêm 4 là thêm 5, bớt 1. Ok, sau khi mình đã đi trừ đi cho A bình phương rồi, là trừ cho 36 rồi, thì chúng ta phải lấy tất cả các số còn lại này, mình mang đi mình chia cho 2 nha các con nhé, chia cho 2. Rồi, 5 chia 2 thì được 2 dư 1. Được 2 dư 1. Vậy là 13. 13 chia 2 thì được 6 dư 1. Là trở thành 14. 14 mà chia cho 2 thì được 7. Tiếp tục vào đây. 4 chia 2 thì được 2. 9 chia 2 thì được 4. 4,5. À, 4,5. Được chưa? Rồi, vậy số còn lại của chúng ta ở đây là 2, 6, 7, 2, 4, 5. Khi mình chia cho 2 xong rồi thì mình hãy lấy những cái số này nè, mình chia cho 6 cho thầy để tìm B và tìm C. Ở đây chúng ta có 26. 26 mà chia cho 6 thì được mấy nhỉ? 26 chia 6 thì được 4. B của chúng ta bằng 4 rồi. Nhân ngược lại và trừ đi nhé. 4 nhân cho 6 bằng 24 trừ 20, và trừ 4 ở đây là bớt 5 thêm 1. Sau khi nhân cho A rồi nè, mình phải trừ cho B bình phương chia 2, là trừ cho nửa bình phương đấy. 4 bình phương là 16, 4 bình phương là 16 và nửa bình phương của 16 là 8, vậy trừ chỗ này cho 8 nè, trừ cho 8. Vậy trừ 8 sẽ là bớt 10 thêm 2. Đây, bớt 10 và thêm 2. Tìm được B rồi, trừ cho nửa bình phương của B rồi. Bây giờ đi tìm C. Chúng ta còn lại là 18, 19. 19 mà chia cho 6 thì được 3. 19 chia 6 thì được 3. Nhân ngược lại và trừ đi nhé. 3 nhân cho 6 bằng 18, trừ 18 này. Tiếp tục phải nhân với thằng B nữa nha. 3 nhân cho 4 thì bằng 12, trừ 12. Và trừ cho C, trừ cho nửa bình phương của C. 3 bình phương bằng 9 và nửa bình phương của 3 đó chính là bằng 4,5, trừ cho 4,5. Đó, kết quả hết. Vậy kết quả của căn bậc 2 413.449 bằng 647. Nhanh không? Siêu nhanh luôn đúng không? Khi mà chúng ta khai căn bậc 2, một cái số bất kỳ trên bảng tính số 3 thì rất là dễ dàng. Giờ chúng ta sẽ cùng với nhau làm một ví dụ nữa nha. Đây, chúng ta có căn bậc 2 của một số rất là lớn sau đây. 659.344 bằng, mình biết rằng nó đang bằng ABC phải không? Ba chữ số rồi. Bây giờ mình đi tìm coi kết quả đã bằng chính xác là bằng bao nhiêu nhé. Để tìm A, chúng ta nhìn hai số đầu tiên và mình hỏi số nào bình phương lên gần bằng 65 hoặc bằng 65 thì chúng ta chỉ có số mấy thôi nhỉ? Số 8. 8 bình phương bằng 64. Rồi, ok. Bây giờ mình đặt cái số này lên trên bàn tính. 6, 5, 9, 3, 4, 4. Rồi, A của mình bằng 8. Vậy bình phương lên là bằng 64. Trừ 64 đi nè. Đây, 6 nè, trừ 6 nè, trừ 4 nè, bớt 5 thêm 1. Được chưa? Rồi, sau khi mình trừ cho A bình phương thì mình mang số này mình chia đôi cho thầy. Chia 2, chia đôi nó cực kỳ quan trọng rồi nha. Mình hãy luyện phép tính này. Giờ chia đôi nè. 1, 1 thì không chia được 2. Vậy là chỗ này mình lấy là 19 luôn. 19 chia 2 thì được được 9. Đấy, dư 1. Dư 1 thế vào đây là thành 13. 13 mà chia cho 2 thì được 6. Lại dư 1 nữa. Chỗ này trở thành 14. 14 chia 2 thì được 7. Và ở đây là 4, 4 chia 2 thì được 2. Rồi, ok chưa? Sau khi chúng ta chia tất cả các số còn lại cho 2, số còn lại cho 2 thì mình hãy mang số này mình chia cho A.
Ở đây chúng ta có 9. 9 thì chia được A rồi. Tuyệt vời. 9 chia cho 8 thì được 1. Nhân ngược lại và trừ đi. 1 nhân cho 8 bằng 8. Trừ 8 này. Bây giờ chúng ta phải trừ cho nửa bình phương của B. B là bằng 1, bình phương của B vẫn bằng 1, nên nửa bình phương của B chính là bằng 0.5. Vừa nãy ở chúng ta ở đây là mình nhân ngược lại cho 8 nè. Rồi về 0.5 nè. 0.5. Đấy, trừ cho 5 ở đây. Rồi, ok chưa? Trừ 5 chỗ này. Và sau khi trừ cho nửa bình phương của B xong, mình sẽ lấy tiếp tục số còn lại, mình chia cho 8. Ở đây là 16. 16 chia 8 thì được 2. 16 chia 8 được 2. Nhân ngược lại và trừ đi nhá. 2 nhân cho 8 là bằng 16. Trừ 16 này. 2 nhân cho 1 bằng 2. Trừ cho 2. Và cuối cùng là trừ cho nửa bình phương của C. 2 bình phương bằng 4. Vậy nửa bình phương là trừ cho 2. Dễ dàng không? Vậy kết quả của phép tính khai căn bậc 2 659.344 bằng chính là 812. Và bây giờ thầy sẽ cho các con hai bài tập. Các con hãy về nhà làm cho thầy. Sau đó mình comment xuống dưới nha. Comment xuống dưới để thầy có thể sửa bài cho các con ha. Rồi bây giờ bài tập số 1. Đây. Căn bậc 2 của 104.976 bằng chấm hỏi. Và ví dụ số 2, tính cho thầy căn bậc 2 của 452.929 bằng chấm hỏi. Được chưa? Rồi, ok. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Bao nhiêu trong số các con và anh chị phụ huynh nếu thấy bài học này rất là hay và thú vị, có giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc học tập của mình á, thì hãy nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào nút quả chuông và chia sẻ bài học này đến cho tất cả mọi người nhá. Thầy xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị phụ huynh và các con thân yêu. Hẹn gặp lại các con trong bài học tiếp theo.